cao, chị cao, chị cao mét 62, mình có mét 52 à? Em bù phân đi giày cao nữa thì nó sẽ đẹp. Mọi người thấy cái chất xương này, chất này mặc lên xuống quần không? Chất là chất đũi nhá. Em mọi người không? Nhìn cái chất mà mình sử dụng đây là chất đũi nhá. Cái này thì chắc chắn là đũi rồi. Đấy, đũi rớt đây này. Lên quần ống xuông. Cái này quần ống xuông mình mặc cái áo cổ vét hai hàng đấy nhá. Chị này chị ở trên Hà Nội chị đã đặt rồi, xong chị lại đặt thêm một bộ nữa. Đặt thêm một bộ nữa cho bạn này, hai chị em ngang ngang dáng nhau chắc may thử xem là độ tin cậy như thế nào. Thế ok, đặt lúc thêm 3 bộ. Đó là một bộ đen cho bạn và hai bộ kẻ cho hai chị em. Cho hai bạn cùng đặt kẻ. Thì cái kẻ xuông cũng rất là đẹp này. Cái kẻ nhỏ nhỏ, kẻ đen trắng cũng vẫn là quần xuông. Nên là hai chị em cắt hai bộ luôn. Có một khách còn hỏi mình chứ, chị ơi sao chị đặt online theo số đặt online nhưng mà thông số chị lên chuẩn phết nhỉ, mà mình buồn cười bởi vì bản thân mình thì mình cũng tư vấn kỹ mà, mình muốn là khách đặt online phải có lòng tin với đặt online đấy. Xuông đẹp không? Cao, chị cao, chị cao mét 62, mình có mét 52 à? Cái bộ phân đi giày cao nữa thì nó sẽ đẹp. Mọi người thấy cái chất xuông này, chất này mặc lên xuông quần không? Chồng chất là chất đũi nhá, đấy lên đến chân ngực mình luôn rồi. Nhưng đây là đi đang đi giày lười. Còn nếu mình đi giày cao thì nó phải hạ xuống như này đúng không? Đấy. Ví dụ mình đi giày 9 phân thì nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ giảm đi tầm khoảng mấy phân nữa thôi. Đấy. Quần thì mặc cáp cao, mình mặc cái áo tốt đẹp mà. Ok đúng không? Kẻ này đẹp này. Chất này rất là suông luôn nhá. Mặc mùa hè rất mát. Đấy. Đấy, nhìn quần này. Nó đã có độ núng nính rồi và không nhăn không nhầu gì đâu. Co giãn mềm, suông. Nên ai mà có nhu cầu đặt kẻ thì có thể tham khảo cái kẻ này xinh này. Còn có một loại kẻ to hơn chút nữa. Có kẻ to kẻ bé. Đây hai bộ hai chị em đây. Khác tí vòng eo thôi, vòng mông ngang nhau. Một bạn eo 76, một bạn eo 74. Vòng mông giống nhau, thế thôi. Cái này bao giờ mình cũng thế. Cái số đo vòng eo này bao giờ cũng có tên và cái vòng eo ở đây. Thì là thợ khi may là cứ theo cái thông số đấy thôi. Đương nhiên là cắt đã phải chuẩn rồi. Và thợ may thì kiểm tra theo cái vòng bụng nên mình ghi trên đấy. Có tên có vòng bụng rồi là chị em cứ thế mặc là vừa luôn. Chứ khi là số đo online từ xa mà người cho không chính xác thì lần đầu nó có chót không chính xác thì chỉnh sửa chút xíu được rồi. Nhưng form dáng thì mọi người yên tâm nhé.